Thưa quý vị, rất nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa lại các khuyết điểm trên gương mặt với mong muốn trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên, những hậu quả sau đó thì không ai có thể lường trước được. Một cô gái 22 tuổi quê ở Long An, tạm trú tại Hà Nội đã tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở trên địa bàn phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Trước đó, ngày 14 tháng 1 năm 2022, người phụ nữ này đã đến cơ sở thẩm mỹ do bạn giới thiệu để nâng mũi tại ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thẩm mỹ, nạn nhân đã bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với tình trạng nguy kịch. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị về Bệnh viện Đa khoa Long An vào ngày 25 tháng 2. Đến khoảng 23 giờ tối 16 tháng 3, chị này đã tử vong. Sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, đồng thời xác định được 8 đối tượng liên quan, trong đó Hoàng Minh Phong, sinh năm 1994, hộ khẩu ở Liễu Giai, Ba Đình, trú ở Tương Mai, Hoàng Mai, là chủ cơ sở thẩm mỹ, và Nguyễn Sĩ Giang, sinh năm 1995, quê ở Yên Thành, Nghệ An, trú tại Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai. Theo điều tra, cơ sở thẩm mỹ của Hoàng Minh Phong hoạt động được hơn 1 năm và không có giấy phép kinh doanh, và Phong cũng không hề có chứng chỉ hành nghề. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.